cháy biệt thự có của một đại gia bất động sản ở Đà Nẵng. Thông tin ban đầu được biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 11, tại căn biệt thự có diện tích sàn khoảng 500m² trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đám cháy bùng phát từ nhà kho của biệt thự, ngay sát gara để xe ở tầng hầm, nơi có nhiều dung dịch tẩy rửa, vật dụng nhựa. Khói bốc mù mịt, bao trùm cả căn nhà lớn. Lúc này, có nhiều người đang ở nhà nên đã nhanh chóng chia nhau lái nhiều ô tô trong tầng hầm di tản ra ngoài để thoát thân và tránh thiệt hại nặng nề về tài sản. Nếu không đưa kịp các ô tô ra ngoài, lửa bén vào thùng xăng thì hậu quả sẽ kinh khủng, một người dân chứng kiến vụ việc nói. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Hơn 1 giờ đồng hồ, hơn 20 lính cứu hỏa cùng 3 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CHCN, công an quận Hải Châu được huy động mới khống chế được ngọn lửa, đảm bảo an toàn cho các nhà dân liền kề trong khu vực. Căn biệt thự vừa bị bà hỏa viếng thăm này được cho là nhà ở của một đại gia. Trong phạm vi biệt thự cũng có trụ sở của một công ty bất động sản. Tâm An